quay 125 mi á. Rất nhẹ nha mọi người, nhẹ bốc chắc, không hú nha anh em. Rồi bên này ba lại cả nhà nghe. Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Quang xe máy nha. Thì trước mắt cả nhà đây là chiếc Quay Y nha cả nhà. Quay Y xuất xứ Thái Lan. Đời 2014 nha anh em. Tình trạng xe máy ghi niêm, đầu lòng là zin chưa gớt nha anh em. Xe một chủ. Mâm zin theo xe nha mọi người, mâm 2014 nha, cặp mâm rất đẹp luôn. Xe này thì zin nguyên bản không có dặm tút nha anh em. Xe một chủ sử dụng nha anh em. Chắc xe mộc đó mọi người. Lốc này kia là zin hết nha. Ốc tán thì cũng tương đối. Xuồng không một mọt gì đâu. Mấy dòng này với y máy Thái này thì rất là bền nha mọi người. Hai đèn. Số 84 chờ bên nha anh em. Ô đây, chống trái còn nguyên chưa có sơ. Chung chắc xe còn rất là mộc nha anh em, chưa có dọn rửa nha. Có làm sao để quay về cho anh em luôn, cò gấp nè. Đề máy cả nhà xem nha. Hai rồ 47.000. Đề rất là nhạy nha mọi người. Máy đây. Chiếc này thì nồi chủ có làm rồi nha anh em. Có làm nồi rồi, Quang tả chi tiết cho anh em luôn. Đầu lồng thì chưa làm nha, đầu lồng zin. Đèn rất là sáng nha mọi người. Xe này hai đèn. Chiếc này thì Quang bán ba mấy triệu nha. Giá bình dân, dễ chơi cho anh em đi làm, đi cài bờ này kia nha, về tự dọn theo ý của anh em. Thay vì mua chiếc full led mới anh em, ba mấy triệu mua chiếc này có thể hợp lý á. Đây rồi chừng lòng đây. Lốc đồ là zin anh em, lốc đuôi cá, phục trước phục sau, mâm này kia là zin hết nha, chưa có sơn. Quang coi rồi, áo tem zin luôn nè,
tem ghi nè, đi gì đi chứ không có bạc ma đâu mọi người, hàng Thái. Máy mảnh nè, mâm men khay nha anh em, xài chung với mấy em năm của Chanel này kìa, mâm chưa sơn luôn. Về cái đắt nha, về cái đắt là thành sức cho cả nhà xem nha, 2014 nè, viền mâm nè. Này số máy 02 nha anh em, đầu số máy 02. Bình xăng anh em. Bình xăng đồ sườn đồ vin hết nha, chưa sơn. Nắp xăng còn chấm sơn. Nắp xăng rất đẹp luôn. Cả nhà quan tâm xe này alo cho Quang nha, số điện thoại Quang để dưới góc màn hình anh em. Xem video chưa thấy đăng chưa đó là cái kênh thì vui lòng bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha mọi người. Đế 2014. Vị y nha. Cô gái như nè. Mâm trước của men khay nè. Chung mâm miết đồ đẹp lắm anh em. Mâm trước thì nó không có đóng, không có đóng đát. Vô thắng nè, 14. Mâm này cũng chưa sơn luôn nha. Hồ được chưa sơn nha nè. Lâm gâm theo thời gian thôi. Trong với mức giá này đẹp xuất sắc hay không đẹp xuất sắc đâu mọi người. Được chiếc xe nguyên bản là cũng ok đó mà nè. Về anh em dọn theo ý mình nha, ba mấy triệu. Rồi, vừa làm chồng chiếc VY nha anh em, VY đời 014. Cả nhà quan tâm xe này thì alo cho Quang nha. Số điện thoại 0345 386 505 nha anh em. Địa chỉ tiệm Quang là cửa hàng xe máy Tăng Tiến, phố số 10 khóm 2 thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh nha mọi người. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video từ đầu đến giờ. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye.